時ぐらいに寝ました。しかし今9時です。午前9時です。だから今すごく眠いですよ。でもさ、これを買いました。リポビタンと言いますね。リポビタンで、早速ですが飲んでいきたいと思います。うまい。これはうまい。元気が出ました。ほら見て、皆さんも元気出してね。今日は一緒に頑張りましょう。Trong bài học ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về một vài mẫu câu hội thoại liên quan đến thời gian. Trước tiên thì chúng ta đến với mẫu câu thứ nhất liên quan đến cặp trợ từ Kara và Made. Và mình xin có một đoạn hội thoại như sau. Đây là một sinh viên người nước ngoài đến Nhật nhé. Và hỏi cô giáo người Nhật rằng: Nihon no koukou wa nanji kara nanji made desu ka? Tức là trường cấp 3 của Nhật thì bắt đầu từ mấy giờ đến mấy giờ? Cô giáo sẽ trả lời rằng: Gozen 8 ji 40 fun kara gogo 3 ji 25 fun made desu. Tức là bắt đầu từ 8 giờ 40 phút sáng và kết thúc lúc 3 giờ 25 phút chiều. Ở đây không có động từ, ở đây không có động từ bắt đầu và kết thúc nhé, nhưng mà chúng ta phải dịch nói hết ra, bắt đầu từ mấy giờ và kết thúc từ mấy giờ. Cô giáo trả lời thêm rằng là お昼休みは1時35分から3時25分までです。Tức là thời gian nghỉ trưa là từ 1 giờ 35 phút đến 3 giờ 25 phút. Nếu mà chúng ta muốn thêm động từ bắt đầu và động từ kết thúc vào trong câu thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta chuyển sang tình huống thứ hai. Đó là muốn hỏi một câu rằng là trường cấp 3 của Nhật thì bắt đầu từ mấy giờ? Ở đây thì chúng ta có động từ hajimarimasu, tức là bắt đầu. Và chúng ta sẽ hỏi rằng là Nihon no koukou wa nanji kara hajimarimasu ka? Cô giáo sẽ trả lời rằng là 8 giờ 40 phút から始まります. Thứ hai, vấn đề thứ hai chúng ta chuyển sang trợ từ tố. Ở trong bài học năm nay thì tố nó có nghĩa là và nhé. Tiếp theo, các học sinh hỏi này hỏi tiếp. 休みは何曜日ですか? Cô giáo sẽ trả lời rằng là 土曜日と日曜日です. 土曜日と日曜日です. Tức là thứ bảy và chủ nhật. Vấn đề thứ ba chuyển sang trợ từ lý. Ní. Nếu hiểu theo nghĩa tiếng Việt của nó nhé, thì nó có nghĩa là lúc hay là vào lúc mấy giờ nhé. Trong bài hôm nay là nó đi kèm với mấy giờ. Ví dụ chúng ta đặt nó vào tình huống là người con gái hỏi người đàn ông rằng là đêm hôm qua anh ngủ lúc mấy giờ? Yube ở đây là hôm qua nhé, đêm qua nhé, là đêm qua. Yube nanji ni nemashita ka? Vào lúc mấy giờ này? Người đàn ông sẽ trả lời rằng là yube desu ka? Juji ni nemashita. Tuy nhiên trợ từ ni thì còn rất là nhiều chức năng. Mình sẽ có một bài cụ thể hơn về trợ từ ni trong các video clip tới. Sau đây thì mình sẽ thực hành các mẫu câu trong bài học ngày hôm nay bằng cách điện thoại đến cho thầy xin. Thầy đang làm giáo viên ở trung tâm Nihon Gonomori. はい、日本語の森のシンです。シンさん、ズンです。お久しぶり。ええ、本当に久しぶりですね。日本語の森は何時から何時までですか？あ、午前9時から午後10時までです。昼休みは？12時半から14時までです。あ、そうですか。
そちらは何曜日から何曜日までですか？水曜日から土曜日までです。じゃあ休みは日曜日ですね。はい、そうです。ありがとうございました。また後で連絡しますね。はい、じゃあまた。はい、はい、皆さん面白かったですか？またね、バイバイ。またね、バイバイ。あ、そうか、みんな登録忘れないでね。登録